đông đúc nơi thờ Đức Chà Thẹt. Ngày 2 tháng 8 năm 2000, Đại Chi đã tổ chức hội nghị và quyết định địa điểm mô hình xây nhà thờ. Ông Vũ Ngọc Phan là trưởng ban xây dựng. Trong cái ngọn nhìn rất lớn, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ. Con cháu xa gần tập trung đông đủ về đây dâng hương bái tổ.